lưng gấu rít nó là người rừng. Nói chung rõ ràng thì cứ hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ hay hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ hay là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa nào đó, mày là rừng người rừng. Còn tao đây này, trong nước Việt Nam của tao này, nỗi đau mới là nỗi đau đau của tao, cái nghèo mới là cái nghèo của tao, cái nhục mới là cái nhục của tao. Và cái mà mới phải cần giải quyết nó thuộc về tao, về mỗi đứa chúng mình. Giống như bọn bên nước nó cũng vậy, muốn dân chủ hay cộng hòa chửi nhau đá đi, nhưng mà lá phiếu rơi rồi thì phải mang tiền về cho nước Mỹ đó. Nó là như vậy thì mình học lấy đó cái đấy, chứ cần cứ đi giờ cứ giải mỏ ra đợi cái hay của nó mà không làm, xin lỗi là cứ cất nhão thì không bao giờ có chót. Tôi có ông chú ông chửi vậy đấy, đứa nào mà lười không chịu học, xong rồi đấy cứ cởi hóng ở đâu, thế nào ông ngồi ông rít mà điếu thuốc lào, xong ông bắt tivi lên sợ ông bánh bộ ra ông chửi lại, cất nhau mà lại đòi có chót đấy. Ông đi chiến trường nọ chiến trường kia, bây giờ ông về Sài Gòn ông ở, ông chửi cho vậy đi nà, con cháu đến chữa cửa trước ông cứ rít một phép phải lễ độ. Mày cứ phải chứng minh là đó, mày nuôi như con hương lên mà muốn nói được các em thì mày nhìn xem mày có nuôi con mày ăn học được không. Mày chửi trên tiếng dân tòm tòm nhưng mà tao duyệt là không có làm ảnh hưởng đến đất nước mà dân chúng lại thông minh thì tao không chửi. Có đứa khác mà lười nhác mà đến mà nổ nữa, ông bảo cứt nhau mà đòi có chóc. Thế là mình học từ các cụ những cái câu ví rất là hay. Thế xưa các bạn bỏ cái chuyện cứt nhau và đòi có chóp đi, mình quay về Quốc hội Việt Nam. Thì ôi giời ơi, tôi nói thật hôm nay, tôi nói thật lòng, tôi buồn nặng nề. Trong kia bên kia người ta kìa, người ta cách mình nửa vòng của đất kìa, người ta thượng viện, các nghị viện, người ta choáng vào mặt nhau, người ta dùng truyền thông rồi dùng lá phiếu để người ta bắt nước của người ta lên. Còn hôm nay ông vua tin vịt VTV đưa cái nước mình nói trong Quốc hội chuyện như sau, chuyện báo rằng đưa một cái luật nào đó vào một cái luật nào đó liên quan đến con bò, con trâu, con chó, con trù, con vịt, nó gào, con gà, nó sủa, đại loại là luật chăn nuôi. Thì này quy định rằng là các chuồng trại chăn nuôi phải xác định tiếng ồn, khổ này vẫn ồn, nhưng mà lần này là ồn, là tiếng ồn, chứ không phải vấn đề ồn đặc khu của các cô gái. Thì nó lại nổ ra cũng buồn cười, là tiếng ồn này phải quy theo chuẩn quốc gia. Thì bắt đầu là có một đại biểu họ đứng lên họ nói thế này, họ bảo báo cáo Quốc hội. Bây giờ người Việt Nam đã quen sáng ngày ra con gà gáy tê tê là dậy sớm, rồi con trâu nó chu. Chào tất cả các bạn nha, nghe cái bà này nói nên sao không biết là bà ở đâu. Tôi dù có học hay không có học, tôi cũng không biết. Tất cả mọi người có biết bà này ở đâu, cái chị này ở đâu? Chim kêu cộng với gà rống thì chia ra thế nào là chuẩn quốc gia. Thì bố bảo tôi cũng không tính được. Thế là bắt đầu mọi người lại cười ồ lên. Xong rồi lại một bà khác bà xin bảo, chào, xin chào Trang Nguyễn, Nguyễn Phú Kỳ, chào tất cả mọi người, tổng chào tất cả mọi người. Nghe cái bà này mồm bá xé xé xé, sợ quá. Chào các bạn. Nên tôi nói các nhà làm luật Việt Nam cái gì không biết thì tra Google. Chứ bây giờ ông bảo rằng là mày nuôi chó nuôi chu rồi thì nuôi gà nuôi gáy gì đó mà của chuẩn quốc gia thì tôi cũng không biết tiếng ồn theo chuẩn quốc gia mà phải quy định thế này nè. Ông nào làm cái luật chăn nuôi ra đây ngồi trước mặt tôi, khổ lắm cơ, tôi khổ lắm rồi, không biết tôi nói với ông các bạn làm sao cho đáng. Ông quy định thế này này, chuồng trại chăn nuôi đại gia súc căn cứ vào thực tế cách khu dân cư bao nhiêu, đại gia súc khác, rồi chuồng trại gia cầm chuyên nghiệp như nuôi gà, nuôi chim ri, chim cút cách khu dân cư bao nhiêu để đảm bảo tiếng ồn không ảnh hưởng thì quy tắc bằng cái khoảng cách giữa trang trại đến khu dân cư thế còn được. Còn bây giờ ông lại bảo là quy định tiếng ồn phát ra này cũng lại một cái coi như huyền thoại về phần ồn, là tiếng ồn phát ra từ chuồng chăn nuôi phải đặt. Sao cái bà này ôi rồi đúng là già mồm ấy. Người ta nói là cái con người già mồm đã ngu này còn già mồm nữa. Mà bò nó ụ nó rống thì khác, mà con gà nó cái té thì khác. Em cũng không biết thế nào mà tổng hợp cộng lại những tiếng chu ú ó ó đó để ra chuẩn quốc gia để trình các bác, mà các bác ghi vào vậy bố ông nội cũng không thể nào xác định được là chuẩn quốc gia. Mà làm gì có chuyện chuẩn quốc gia cho con gà, con chó, con mèo nó kêu. Các ông ngu lâu đến thì dạy cho để đảm bảo cái tiếng ồn thì nó bằng cái khoảng cách giữa chuồng trại chăn nuôi để... Xin chào cả nhà, hello Lisa, dáng này dậy nghe thấy cái bà này mồm bà xé xé ra nghe sợ quá.
mà bà cãi xong rồi bà chửi là người ta ngu dốt này. Bây giờ nói về quốc gia này, bà không hiểu, bà ấy nói là Việt Nam phải học ở hải ngoại, là không có cái kiểu quốc gia như thế này kia các thứ. Nên xà vừa mới post lên một cái luật về chăn nuôi gia cầm, chó mèo các thứ, gà gông ở cái đất Úc này. Các bạn biết không, trong một cái diện tích rất là rộng, ở đây 800 mét vuông thì nó mới cho nuôi bao nhiêu con gà, mỗi một tiểu bang nó khác. Ví dụ như nhà mình này nuôi một con chó, mà con chó nó ồn quá mà hàng xóm nó thắc mắc, nó sẽ báo cho, nó nói mình không được, nó báo cho khu phố sẽ có người tới đây để giải quyết. Nếu mà mình không chịu dạy con chó hoặc là bắt con chó câm mồm lại, đừng có sủa nhiều làm ảnh hưởng đến hàng xóm á, nếu mà mình không làm những cái chuyện đấy mà cứ tiếp tục làm phiền tới hàng xóm á, thì người ta sẽ phạt mình. Ok, chào các bạn nhé. Đó thì những người Việt Nam luôn luôn nói là phải học cái văn minh, muốn là Việt Nam phải học văn minh, phải học nước ngoài để áp dụng những cái luật pháp ở bên nước ngoài. Thì bây giờ Lê Sà nói những cái luật ở bên này cho các bạn nghe, các bạn hiểu. Cái bà này Lê Sà không biết bà đang sống ở đâu, chắc bà đang sống ở Việt Nam, nghe cái giọng điệu này là đang sống ở Việt Nam. Tiếng ồn không được to bao nhiêu người ta mới tính khoảng cách chứ. Thế đó, những nói về trang trại á, thì nếu như một cái người người ta nuôi súc vật, nuôi nuôi những cái con gà con vịt để người ta bán những cái trang trại, thì nó phải, cái đấy mình khỏi cần phải nói đi, thì cái đấy khi người ta làm ăn người ta phải xin phép chính phủ người ta mới được làm ăn đó. Còn cái tiếng ồn á là gia đình nuôi một con chó con mèo con này con kia, chắc bà ấy nghe bà ấy không nghe rõ, rồi bà ấy không đọc này kia các thứ, ở đâu nó cũng có luật hết, ở bên hải ngoại này luật nó còn dã man hơn nữa nhá. Còn khi mà mình nuôi chó là chó phải đăng ký, rồi phải gắn một cái gì vào, tiếng Việt gọi là cái gì, động mạch, cái gì đấy, đại khái ở bên này nó gắn một cái sim vào trong người con chó, thì để chẳng may con chó mình nó đi lạc ra ngoài đường thì người ta bắt lại, người ta biết nó ở cái chỗ nào, người ta bắt lại, người ta trả lại cho mình đó. Còn nói về gà đó, là mỗi riêng gà như hôm nọ mình nên mình tìm hiểu ở tiểu bang của mình á, thì nó cho nuôi một con gà, nhưng mà vừa nãy nên xào nên tìm hiểu lại thì nó nói không được nuôi gà trống đó, tùy theo từng mỗi tiểu bang. Tại vì cái con gà trống ấy, sáng ngày ra nó gáy rất là to, cho nên hàng xóm ấy, nhiều ở đây người ta phải đi làm, mà các bạn biết cái nhà Lê Xá rất là rộng chứ không phải như ở Việt Nam nhá, vậy mà nó còn không cho nuôi gà trống đó. Nuôi gà nuôi vịt nuôi cái gì, bất cứ một thứ gì nó cũng phải có luật pháp của nó. Lý do tại sao người ta ra cái luật đó, tại vì nuôi gà nuôi vịt rất là bẩn thỉu. Hôm nọ mình cũng muốn làm một cái chuồng gà, nuôi gà để kiếm cái trứng gà, nó trứng gà sạch, Việt Nam gọi là trứng gà sạch, ở đây gọi là organic để ăn. Thế nhưng mà ai cũng gàn mình, bọn nói là chứ đừng nuôi gà, nuôi gà nó rất là bẩn thỉu. Mà các bạn biết không, nuôi gà nó sẽ sinh ra bệnh tật, rồi bẩn thỉu, rồi ruồi muỗi, rồi chuột bọ này kia các thứ. Đây là nói ở cái đất này nó rất là rộng, mỗi một cái gia đình nó rất là rộng, cái diện tích nó rất là rộng, mà còn cái luật nó còn như thế. Huống gì Việt Nam, các bạn thường nghĩ, nên sà nhớ lại cái thời nên sà còn nhỏ đó, mình hãy còn đi học, mà mình ở cái khu quán toan ấy, nó có nhà 5 tầng, mà nhà con bé bạn mình nó nuôi một con lợn ở trên trên trong nhà luôn á, chứ chứ không phải là nó nuôi gì đó nhá, mà nhà nó ở nhà tầng 3 mà nó nuôi lợn ở trên đấy. Mà mỗi lần mình đến con lợn như con chó ấy, nó thấy người lạ nó sọc ra,
mình sợ lắm, thì cứ mở cửa ra một cái nhà nó có cái giường để ở đằng trước cửa, mình cứ mở cửa một cái là mình phóng thẳng lên cái giường ấy mình ngồi, tại vì mình sợ lắm. So sánh Việt, bà này quê Nam Định đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, chị Lê xã ô về à? Chống chống cộng sản dữ thế cả lại muốn đi Tây à? Bà chửi dã man luôn, bà chửi thủ tướng là cái gì ngu, rồi chính quyền ngu, rồi này kia các thứ. So sánh Việt Nam với nước phát triển để học hỏi phấn đấu theo, còn so sánh với nước phát triển để rẻ biểu Việt Nam là mắt dạy tổ tiên nó ở đây mà còn làm vậy thì thua một con chó. Chính xác là như vậy. Tại vì bây giờ bà ngồi bà hét lên, bà bảo là người ta thế nọ thế kia, mà trong khi bà chẳng hiểu gì ở cái cuộc sống ở bên hải ngoại này mà dám dám xem xét nên ngồi nói như thật đấy. Các bạn có biết là Nên Xà vừa mới đưa post cái những cái đó lên thì các bạn đọc và chia sẻ cho mọi người xem là cái luật về ở bên này nó nuôi gà nuôi vịt như thế nào, đúng không? Đâu có phải là mình muốn nuôi con gì cũng được đâu. Mình cái đằng sau kia cái bãi cỏ nó như cái sa mạc ấy, mình bảo chứ hay là mình mua một con dê về xong mình nuôi để cho nó ăn cỏ ấy. Nhưng mà nuôi đâu phải ở đây là nuôi con gì cũng được, rồi là nuôi con gì xong rồi mình không thích thì mình giết mình ăn đâu, không được như thế đâu. Nhá, người ta làm ăn thì người ta phải có giấy phép. Ví dụ như muốn mở một cái trang trại để nuôi gà, nuôi vịt, nuôi cái con gì cũng được. Nhưng mà mình đều phải xin phép và nó đều có cái luật lệ hết. Kể cả mình đi bộ ra ngoài đường thì nó cũng có luật kìa. Đừng có nói nào nuôi gà, nuôi vịt ở đây. Không biết thì trước khi mình nói mình phải tìm hiểu xem cái luật ở nước ngoài nó như thế nào đã. Nói như thật đấy xong ngồi hét lên. Tại thực tế ở Việt Nam làm sao ngày xưa người người ta không thể áp dụng được những cái luật pháp ở bên này, các bạn hiểu không? Tại vì cuộc sống ở người Việt Nam ngày xưa vẫn còn khổ lắm. Cho nên là chính phủ cứ để cho họ người ta phải làm, người ta phải ăn, người ta phải nuôi con này, nuôi con kia để người ta sống chứ, để bán này kia các thứ chứ. Chứ cái gì cũng ra cái luật thì ha, phạt lại tiền đâu mà phạt, dỡ nóc nhà ra phạt à. Như ở bên này á, nếu mà áp dụng những cái luật ở bên này á thì làm sao mà người Việt sống nổi được. Nói thẳng một câu là như vậy. Cho nên các bạn chưa, những cái con người này á, người ta không hiểu nhưng mà cứ già cái mõm. Đâu họ đâu có hiểu rằng ở bên này những cái luật này nó như thế nào, động cái nó phạt, động cái nó phạt. Nuôi gà, nuôi vịt, nuôi chó mà mình không có cái trách nhiệm với nó. Mang con chó đi ra ngoài đường là phải lấy cái dây buộc vào cổ nó, rồi phải cầm theo một cái túi. Ví dụ nó có ị ra đấy thì mình phải tức khắc mình hót ngay, rồi mình đè vào thùng rác. Đó, nếu như mà nó mà biết mình mà không làm những cái chuyện đấy đấy, nó mà nó cũng chẳng phải là lúc nào nó cũng túc trực mình, làm sao mà đủ đủ công nhân để mà đi theo những cái người đi dắt chó đi bộ được. Thế nhưng mà chẳng may để cho nó nhìn thấy, hoặc có người người ta chụp hình lại, người ta quay phim lại, người ta đưa lên, người ta report cho, người ta báo cho cái phường, cái khu phố đó biết thì là nó gửi giấy phạt về nhà mình. Đó, đơn giản vậy thôi. Cho nên các bạn biết là nếu như cái luật pháp ở bên này mà áp dụng vào với Việt Nam thì người Việt Nam không thể nào ngóc đầu lên được nhá. Nên sẽ nói cho cái chị này á, chị nói cái gì nên xả thấy mấy cái bình luận ở dưới gọi là sơ, gọi là sơ không biết cái gì thì làm ơn học đi hoặc hỏi những cái người sống ở bên hải ngoại đi, rồi hắn lên nên nói như thật đấy. Cái giọng bà nó xoen xoét là khiếp kinh quá cơ. Này các bạn nghe lại, nghe tiếp bà nói. Trường thì mày cũng phải coi như là cách
khu dân cư độ 50 mét nhỏ rồi, mình nuôi nhiều gà sống, gà sống nó cái rồi bắt đầu mấy thằng đàn ông nó giật mình, nó không ngủ được, nó nằm phá ná phá rối giấc ngủ của con đàn bà ở bên cạnh rồi đâm mệt người rồi mới phải quy định. Thì quy định vào cái khoảng cách giữa trang trại, từng nào loại vật thì áp dụng trâu bò gọi là đại gia súc và gia cầm nó khác nhau cái gì. Đến khu dân cư còn bây giờ ông bảo đi mẹ, ông lại quy định rằng tiếng ồn phát ra từ trại chăn nuôi phải đạt chuẩn quốc gia là bao nhiêu đó. Thì coi ôi trời ơi, ở dưới quốc hội tôi nói nhà cậu ông là nó cười cười vỡ bụng ra. Và thay vì cười vậy tôi lại cảm thấy chua xót, bởi vì kẻ làm luật của Việt Nam mà đầu óc cũng không ra thoát ra nổi cái tiếng chó chu rồi gà rống rồi chó sủa bò hú thế này thì làm đếch đến bao giờ Việt Nam mới có thượng viện với trả hạ viện. Đấy là nỗi chua xót của tôi sau những tiếng cười của những ông bà đại biểu quốc hội. Ôi tôi khổ lắm, tôi khổ lắm, tôi báo thằng hội nằm ước gì. Ở đây các bạn nghe, nàng ấy chỉ muốn là những cái ông bà lãnh đạo ở Việt Nam là phải học bên này thượng viện nghị viện rồi mới đa đảng mới này nọ trai các thứ. Nhưng mà bà ấy có hỏi lại bà ấy là cái trách nhiệm của một người dân phải học như thế nào không? Khi mà một con người á phải có đủ trình độ trí tuệ rồi á, phải giống như văn minh giống như những cái người ở, sống ở bên này không, ở hải ngoại không, thì mới đa đảng được chứ. Con người chưa hiểu cái gì hết, nghèo hãy vẫn còn nghèo trong cái, tại vì cái độ nghèo nó nhiều hơn cái độ giàu, thì đa đảng để mà đánh lộn nhau à, cầm súng bắn nhau à hả? Thì chúng những cái thằng nó có tiền nó cứ bỏ ra để nó mua phiếu thôi, đúng không? Thì những cái thằng nghèo ấy, nó cứ cho những cái thằng nghèo tiền ấy, những cái thằng nghèo cứ thế bầu cho nó thôi, thì chúng nó giàu, nó càng giàu, biết không? Còn cái bộ máy những cái thằng tổng thống này kia nó chỉ lên nó làm 4-5 năm mỗi một nhiệm kỳ, nó lĩnh bao nhiêu tiền biết không? Dân phải nuôi nó, rồi nuôi á, nuôi xong nó làm xong 4 năm đấy rồi xong lại phải nuôi cả nhà nó cho đến hết đời nữa. Đâu phải đơn giản đâu, mẹ không biết gì thì mẹ học đi làm ơn. Rồi ôi khổ quá cơ. Nói như thật, bà nói hay, không phải là không hay. Ôi mụ đấy ngu quá. Bây giờ Lisa nói cho các bạn nghe tại sao bây giờ người ta ra cái luật đấy. Tại vì cuộc sống Việt Nam bây giờ nó cũng tiến bộ nhiều rồi, phát triển nhiều rồi. Thì con người bây giờ nó, người ta cũng nghĩ đến cái sự sạch sẽ, rồi ăn uống, rồi cái môi trường chẳng hạn vậy. Thì bây giờ người ta ra cái luật đấy để cho những cái người mà giống như là trong dân cư này kia các thứ có cái luật về nuôi gia súc chẳng hạn như vậy. Ở bên Úc này hả, ngày xưa những cái người mà đi mướn nhà đấy, đi thuê nhà của người ta, người ta không cho nuôi chó nuôi mèo ở trong nhà đâu. Người ta không muốn như thế. Bây giờ hình như cái luật nó mới đổi là nó được phép nuôi hay làm sao đó. Cái chủ nhà nó phải làm hợp đồng. Nó là tao không muốn mày nuôi chó nuôi mèo ở trong nhà tao, thì nó phải làm hợp đồng, nó ký giấy. Thì cái người mướn nhà không được nuôi chó nuôi mèo. Chào các bạn nhé. Thì nuôi chó nuôi mèo là làm sao? Tại vì nó sủa tối ngày ấy. Bây giờ bên cạnh nhà Lê Già ấy có một người, người ta mới tới, người ta ở, mà người ta nuôi con chó rất là to. Thế mà nếu như nó suốt ngày nó sủa ấy, thì Lê Già không cần phải nói với bà ấy, nên nói với lại chính quyền chẳng hạn. Ví dụ như mình fan, mình chơi với người ta thì mình bảo mẹ xem sao, mẹ cho con chó nó đừng có sủa suốt ngày như thế. Còn nếu không á, mà không nghe đấy, cái người hàng xóm mà không nghe đấy, thì mình sẽ lên trên, giống như ở Việt Nam gọi là trên phường đấy, thì mình sẽ báo với phường và người ta sẽ xuống dưới này, người ta nói chuyện với cái gia đình đó để tìm cách nào để cho con chó nó đừng sủa làm ồn đến mình nữa. Nó nói là cái luật là không được sủa trong vòng bao nhiêu phút mỗi ngày á, mỗi một ngày mà bất cứ giờ nào mà sủa liên tục mấy phút, 5-6 phút gì đó là không được. Đó, nó có những nhiều con chó nó cứ thấy có người đi qua đi lại là nó sủa. Đại khái là
cái luật chó sủa, chó thì mình đâu có control được nó, đâu có gì ấy. Đâu có bắt nó im mồm được hay là như nào, nó cứ nhìn thấy ai đi qua thì nó sủa thôi đúng không? Thế mà nó bây giờ người ta cũng phạt mình, thì các bạn thử nghĩ xem, hoặc là mình nuôi chó mà mình không đăng ký mà nó biết nó tới nó cũng phạt. Cái gì 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 cái gì nó cũng phạt hết đấy, không có cái gì là không phạt đấy. Riêng nói chuyện đến ngồi trên cái xe, mình ngồi lên cái xe một cái là mình phải chấp hành cái luật pháp rồi. Ngồi trên xe phải seat belt, buộc dây an toàn rồi phải như thế nào rồi. Ví dụ mình mới mới học, mình mới lấy bằng thì mình phải để cái biển gì để cho người ta biết rồi này kia các thứ. Nếu bất cứ một cái hành động gì ở trong một cái xe đấy mà mình không chịu tuân thủ đấy là mình cũng bị phạt rồi. Đó, còn cái chuyện chó mèo ấy, người ta làm ra cái luật như thế cũng là để bảo bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình. Thì làm sao lại chửi cái chính quyền nữa? Cái đó là người ta quan tâm đến thì người ta mới ra cái luật đấy. Bây giờ các bạn thử nghĩ xem, cái bà này bà ấy ở cạnh một cái gia đình mà có nuôi một con chó, con gà, con gì đó, mà nó suốt ngày nó sủa rồi nó gáy o rồi nó gâu gâu, sáng nào trưa nào hay mỗi lần người ta đi ngủ cái gâu gâu o rồi ầm ĩ hết cả lên, rồi nuôi thì bẩn rong ở bên nhà mình bên cạnh này hôi thối rồi mình chịu không được, rồi sáng này ra mình muốn ngủ thêm 1 tiếng 2 tiếng nữa để mình đi làm nó như thế. Thì thử hỏi các bạn xem là người ta ra luật để người ta bảo vệ người dân hay là người ta ra luật để người ta đàn áp người dân. Sao cái con mụ này nói sao mà không hiểu biết gì cả. Trước khi mình suy nghĩ mình phải đặt mình vào trong cái trường hợp đó. Ví dụ nhà bên cạnh người ta có nuôi những cái con vật như thế, đúng không? Gà rồi chó rồi mèo rồi loạn xì ngầu lên. Mà trong khi ở Việt Nam thì nhà nhỏ nhỏ, cái diện tích rất là nhỏ mà lại sát cạnh nhau như thế, mình làm bất cứ cái gì ở bên hàng xóm cũng nghe thấy hết đấy đúng không? Phát gì mà làm vậy, Việt Nam cho chó sủa thoải mái có gì đâu. Thì đó, nhưng mà khi người ta ra ra cái luật hay là làm những cái gì về ồn ào, mà thật sự là cái những cái đó là quốc gia chỉ có Việt Nam ấy. Tại vì nhà khu diện tích Việt Nam nó nhỏ quá cho nên người ta không thể nào người ta gì được. Nhưng mà cuộc sống càng ngày nó càng cao ấy thì người ta phải làm những cái dùng những cái biện pháp gì để mà giải quyết những cái chuyện đó, đó là bảo vệ cho chính mình mà. Đúng không? Các bạn phải trước khi mình muốn muốn những cái người lãnh đạo người ta học ở nước ngoài thì bản thân mình cũng phải văn minh lên một tí. Mình cũng phải học hỏi ở hải ngoại chứ. Đúng không? Ví dụ như mình muốn lãnh đạo hoặc những lãnh đạo bên này thì người dân có được như bên này không mà mình đòi hỏi nhiều thế. Đúng không? Chào tất cả mọi người. Đấy, như nào như Sà vừa nói chẳng hạn đấy. Sáng ngày ra 5-6 giờ mình đi phải đi làm, hoặc là có người 8-9 giờ phải đi làm. Gà gáy chó sủa rồi lợn gà rồi này kia ầm ĩ hết cả lên, rồi á làm cho tại sao mà nuôi gà nó bẩn thỉu rồi rồi muỗi rồi sinh ra bệnh tật. Đấy là người ta bảo vệ cho mình thôi, nếu mà làm được như thế là một cái hay chứ không phải là cái dở. Mà bà ấy ngồi bà ấy sủa như thật đấy. Chào tất cả mọi người nhé. Đây, nếu mà nói như vậy thì bên này mình nuôi gà nuôi vịt mình đâu có được quyền nuôi theo ý mình đâu. Gà nuôi gà là phải làm chuồng cho nó thật là sạch sẽ, gọn gàng rồi luôn luôn phải vệ sinh này kia. Nếu mà ảnh hưởng đến ra cái nhà đằng sau, ví dụ như người ta ngửi thấy mùi hôi thối rồi chuột bọ nó chạy, thì nuôi những con gà đấy là chuột nó thường hay hay lai vãng tới lắm. Thì những cái trường hợp như vậy thì làm sao? Hàng xóm người ta đâu có chịu. Mà thật sự nhà đây rất là rộng nhá, nhưng mà nó đâu có cho nuôi đâu. Bây giờ mình cũng có thể mình làm cái chuồng gà, mình nuôi vài mấy chục con để
mình ăn hay là mình lấy trứng hay là này kia các thứ, nhưng mà đâu có được đâu. Đâu phải là mình thích nuôi con gì là mình được nuôi con đó đâu. Cho nên là các bạn mà nghe cái con mụ này thì cũng phải hiểu thêm một chút. Mà tao chả biết gì, để tao nghe tao cũng chả thấy gì. Để gọi là có tai như điếc, có mồm như câm, có mắt như mù thì có lẽ tao đỡ khổ. Nhưng mà khổ cái mà tao cứ mở một cái phương tiện truyền thông đại chúng một cái là thông tin nó lại dội vào óc tao, mà tao không thể nào không phát ngôn. Bởi vì thật sự nước mình đang tiềm tàng một cái tầng lớp cán bộ ngu lâu dốt bền mà lại có đào tạo. Sao mà ngu lâu dốt bền khó đào tạo thì tao thì cứ đỡ tức, mà nó lại ngu nhau lâu mà nó lại dốt bền, nó đấy, có đào tạo thì nó này tao chửi mới chính cãi. quyền nhá. Bởi vì tao nhớ là ở cái tỉnh nào nó dám bỏ 10 tỷ để cho ai lại cũng Cần Thơ, nó bảo nó 10 tỷ để nó cho sang lớp Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ của ông Trung để cho lũ cán bộ nó đi nó học khôn. Mà bây giờ học khôn đâu, ra quốc hội bảo rằng phải định nghĩa tiếng trâu, tiếng chó, tiếng mèo, tiếng gà để được học chuẩn quốc gia theo những cái tiếng hú. Bố ông nội nào làm luật con cũng chết rồi, con chả hiểu sao luật như vậy mà đại biểu há hết cả mồm lên, đại biểu bảo chịu chịu rồi không biết cách nào mà có thể tính chuẩn rồi, thế này để báo hại cho bà xã nó đến nó nuôi có hai con gà nó cũng bảo mày không đạt chuẩn quốc gia, nín lại đâu bắt hai gà về nấu cháo bỏ mẹ đéo mẹ chưa có nột tiếng ồn nó đã kiếm chuyện nó xuống nó vồ gà vồ chó vồ ngan rồi, bây giờ lại luật tiếng ồn kiểu này nuôi năm con nó bảo vi phạm chuẩn quốc gia, nó lại lấy bao bị rõ nó lùa tổ nó về xã nó nấu cháo ăn thì dần dừ bọn chó. Khổ quá, khổ quá, khổ quá nên tôi phải thật bằng. Em nói với chị vừa rồi á là ở bên này á không được nuôi gà trống, ok, mỗi một gia đình á nhiều lắm là được nuôi 5 6 con gì đó, đại khái vậy. Còn những ở những cái người ở nông trại ở nhà quê đấy thì cái diện tích nhà của người ta rất là rộng, cho nên người ta được phép nuôi, nhưng mà cũng phải có cái luật pháp ở cái vùng đó, chứ không phải là mình muốn muốn nuôi con gì là nuôi đâu. Cho nên là không biết bà này bà ấy có ở trong quốc hội không mà bà ấy biết là người ta há hốc hết cả mồm ra. Bà ấy chắc bà ấy ở trong quốc hội bà ấy họp hay sao mà bà ấy biết người ta há hốc hết cả mồm ra. Ôi giời ơi, khổ quá. Chị quay con khùng làm gì? Để cho mọi người nhìn thấy nhìn thấy cái bộ mặt của cái chị này để mà nhận diện. Nếu mà mình không cho các bạn xem thì các bạn đâu có biết bà này bà ở đâu mà làm gì. Có phải bà làm trong quốc hội không mà bà bỏ quốc hội há hốc hết cả mồm ra. Bà nói là cái gì ở bên nước ngoài á, nó đa đảng cho nên nó được cái gì viết cái gì. Chỉ có Việt Nam thích trồng cây gì thì trồng, thích nuôi con gì thì nuôi. Đúng rồi, tại vì cái cuộc sống ấy, ngày xưa Việt Nam là không phải là giàu có gì cho nên bắt buộc là phải như vậy. Tại vì người ta trồng, người ta nuôi rồi người ta bán cho người này người kia để người ta kiếm cuộc sống. Cho nên không thể là áp dụng được cái suốt ngày phạt, phạt, phạt. Riêng cái mang cái người phạt đã bảo phải trả tiền cho cái người phạt đấy chứ đâu có phải là nó đi nó phạt không đâu. Ở đây nó là như vậy đó, cho nên làm nhà này, xây nhà này, nhà của mình mà mình đâu phải mình muốn làm cái gì là mình được làm cái đó đâu, mình làm bất cứ một cái gì mình cũng phải xin phép, đúng không? Ví dụ nhà Lê Sào có hai cái toilet, hai cái nhà vệ sinh, phòng tắm, mà bây giờ mình muốn làm thêm một cái nữa, mình lại phải đóng tiền thuế nữa, tiền 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 cho chính phủ nữa, nhá. Còn nếu mà mình không đóng, mình không nói cho nó biết, chẳng may nó phát hiện ra thì nó sẽ xuống nó phạt mình. Đó, hoặc là mình xây nhà nhá, đất mình rất là rộng, mình muốn làm một cái gì lên nó cũng không cho phép mình làm. Đó, mà mình làm lên là nó biết rồi. Tại vì nó có các bạn xem ở trên cái trên mạng khi mà các bạn tìm cái địa chỉ nào ấy, nó đều có ảnh, có hình ở những cái chỗ đấy, đúng không? Ví dụ tìm một cái cơ quan, cơ xưởng nào đó, nó có cả một cái hình ở trên đấy. Bởi vì nó cái nhà của mình nó nhìn thấy hết ở trên nóc nhà rồi, đúng không? Cho nên là mình bất cứ mình xây một cái gì ở ở đằng sau nó đều biết hết.
Nhiều nhiều người Việt Nam ở đây á, cũng người ta cũng xây đại lên rồi người ta cho thuê. Thế ví dụ như là cái nhà để xe đấy, xong rồi người ta xây đại lên vài phòng xong người ta cho thuê trộm vậy đó. Thì đương nhiên là rất là hay, rất là thông minh về cái chuyện đó, nhưng mình không nghĩ lại những cái lúc mà chẳng may nó phát hiện ra, nó đến nó bắt mình tháo ra, lúc đấy mình còn khổ hơn nữa, đúng không? Em xin chào chị, chào tất cả mọi người trên diễn đàn, chào em. Phùng sinh quý, khi tao bán không ai mua, quay sang chửi nhà nước luôn. Ừ, đó, mình phải hiểu được cái con người Việt Nam đã trước khi mình muốn giống như những cái nước khác tư bản đa đảng này kia các thứ, thì mình phải nghĩ rằng cái bản thân mình có chấp hành những cái luật pháp không. Ví dụ như đơn giản như đi đi cái xe ra ngoài đường thôi, nếu mình nghĩ mình chấp hành cái luật pháp có nghĩa là mình đã bảo vệ tính mạng của mình rồi. Mỗi con người mình đều chấp hành cái luật pháp như thế thì chính mình đã bảo vệ cho cái tính mạng của mình rồi. Tại vì coi thường pháp luật, con người sống nó tự do quá rồi, quen rồi. Bây giờ vào cái quy luật thì mình coi thường pháp luật. Cái đó là mình tự mình làm cho mình nguy hiểm. Chứ không ai nó bảo là ồ, ôi giời ơi, Việt Nam sao nó mạnh bạo là cái gì? Sao người Việt Nam ấy thế nọ thế kia? Nhưng mà mình hỏi lại mình có chấp nhận được, chấp nhận tuân hành cái pháp luật không? Mình có đi đúng không? Mình chấp hành đi đã. Mình đừng có nói người ta, mình chấp hành đi đã. Đúng không? Mình chấp hành luật pháp có nghĩa là mình bảo vệ cho tính mạng của mình. Chứ không phải là ai cũng nghĩ như vậy thì có nghĩa là cái đường nó an toàn thôi, đúng không? Đi đúng cây số, dừng đúng cách rồi đi đúng cách rồi á, tuân hành pháp luật không vượt đèn đỏ. Hôm nọ Lisa nhìn lại cái hình mà trên Thái Nguyên bị tai nạn đó, thì mình thấy nó nằm ở trên cái xe truck á, cái xe tải á, nó nằm ở trên cái đường đường gì đường đường khẩn cấp, đúng không? Cái xe kia ở bên trên thì mọi người nói là lùi, thì theo như cái kinh nghiệm đi xả lái xe rất là nhiều năm rồi, mấy chục năm rồi, thì mình nghĩ có thể cái xe kia đang ở trên đường, xong rồi nghĩ rằng mình đi sai đường gì thì muốn lùi lại đó, muốn lùi lại để đi vào trong cái đường đường gì nhỉ, đường ngừng khẩn cấp đó, thì cái xe tải muốn phóng nhanh lên để qua mặt cái xe, có nghĩa là muốn đi thấy nó đang lùi thẳng này thì chui vào cái đường 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 ngừng khẩn cấp đấy để chạy qua cái xe đó. Tại vì nhìn thấy cái xe kia đang lùi, không dừng lại để chờ xem cái xe đằng trước nó làm cái gì, thì cái ông này không ngừng lại mà muốn qua mặt là chui vào cái đường đường ngừng khẩn cấp đó, thì cái xe con đó nó lại đang đang lùi vào cái xe đường đó, thế nào đâm vào cái xe đó. Thì theo Lê già nhìn cái kiểu nếu như mà từ lúc đâm cho đến lúc mà từ lúc xảy ra tai nạn mà hai cái xe nó vẫn đứng như thế thì có nghĩa là cái xe đó nó chạy cái kiểu như vậy. Không làm được, ai làm kiếm chuyện. Làm sao? Cho nên các bạn phải hiểu ở hải ngoại không phải là tự do đâu. Tự do nhưng mà trong khuôn khổ, đúng không? Tự do cho tự do đi nhưng mà phải đi đúng đường. Đó. Tự do lái xe nhưng mà phải lái xe trong khuôn khổ. Chứ không phải muốn thích phóng bao nhiêu cũng được đâu. Thế nào gọi là tự do? Đó. Thế nào gọi là tự do? Các bạn mà sống theo cái kiểu ở bên này á, nó chỉ có chết thôi. Theo cái kiểu Việt Nam là quá tự do rồi. Cái gì? Chị xem vẹt thẳng chưa mà nói xe công vậy?
Tệ thẳng nãy gì? Chưa mà nói xe công vậy. Cái gì xe công là xe gì? À, Đào Văn Phong nói lại xem nào, nên sao không hiểu cái câu gì cả. Ủa sao không áp được nhá? Phùng Sinh Quý quay cái điện thoại ngang ngang sang thì mới được. Ngồi đây nói vài câu rồi đi chợ. Vừa mới dậy xong ăn sáng xong. Bạn nào chị xem vẹt thẳng chưa? Vẹt thẳng là như thế nào? Nói cái gì? À, vẹt phanh. Phanh là sao? Cái điện thoại ngang sang. Nói chung là cái luật ở Việt Nam theo luật pháp để mà xử lý thôi. Chứ còn nó, mỗi mỗi một luật luật pháp thì mỗi một nước một khác, và mỗi ngay như ở Úc này mỗi một tiểu bang đều một khác hết các bạn nhé. Nhưng mà nói chung là cái đường mà những cái người đi đằng sau mà đâm vào đằng trước ấy, là sai đã, tôi chưa cần nói gì hết. Nhưng mà khi mà cái người đằng trước mà đang đi mà dừng đứng thẳng lại thì cái thằng đang giữ cái tốc độ đó xong rồi phanh gấp lại thằng đằng sau ủi vào cái thằng đằng trước ấy. Thì là cũng sai. Nhưng nói chung nói cho cùng, nếu mà lái xe mà có uống rượu là xong rồi, khỏi cãi, đừng có cãi nữa. Sao không á được nhá Phùng, đi ra xong đi vào đi, hoặc là quay quay cái điện thoại sang ngang sang. Vết phanh. Phanh gấp thì có nghĩa là chạy nhanh rồi, đúng không? Không chịu nhìn đằng xa rồi. Khi mà người ta lái xe thì ở trên cái đường á, mình phải nhìn từ xa rồi. Mình thấy có cái xe nó ở đằng trước mình cũng phải cách cái khoảng khoảng cách bao nhiêu để cho mình có cái gì? Cái khoảng cách để cho mình dừng lại khẩn cấp. Đúng không? Cái đó là cái cách lái xe đấy, là cái luật. Nói chung là ở Úc này nó là cái luật rồi. Thằng đằng sau bao giờ cũng phải có cái khoảng cách bao nhiêu mét với thằng đằng trước để cho mình có đủ cái thời gian để mình ngừng khẩn cấp khi mà cái xe đằng trước nó xảy ra cái chuyện gì. Con nuôi ở trên trên người ta đang chạy, người ta bị trục trặc một cái gì, người ta muốn dừng lại để người ta re vào cái đường 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 được dừng đó. Người ta được quyền làm như thế cơ mà, đúng không? Bây giờ mình đang chạy xe, mình có thể bị hư hỏng cái gì đó, mình có quyền ngừng lại và mình lùi cái xe vào, hoặc là chạy vào trong cái đường 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 gì đó. Nhưng mà cái trách nhiệm của người lái xe đằng sau là phải quan sát cái xe đằng trước. Còn khi mà ông ấy phanh gấp như thế chứng tỏ là ông chạy quá nhanh rồi, ông không nhìn rồi, không nhìn thấy cái xe đằng trước. Đôi khi cái xe tải ấy, nhìn cái xe nhỏ rất là khó, các bạn biết không? Nhiều khi cái xe tải ở bên cạnh này, mình ở bên bên trái chẳng hạn, như ở Úc này, người ta rẽ sang phải hoặc rẽ sang trái, người ta phải cách một cái đường đường len đấy, thì nhiều khi những cái người lái xe người ta phải cách xa cái xe đấy ra, không được quá gần. Đúng không? Cái xe tải nó cao mà khó nhìn lắm. Xe công mà. Xe công là xe gì? Xe công cộng á. Xe công là cái xe gì nên sao không biết. Vết phanh là 48 mét. Ở 48 mét mà phải phanh gấp thì có nghĩa là ông chạy quá nhanh rồi, đúng không? Thường thường cái xe đằng trước người ta có cái chuyện gì thì mình luôn luôn mình nhìn cái xe đằng trước xem nó có cái vấn đề gì không để mình giảm tốc độ.
đúng không? Khi mà 48 mét mà ông phải phanh gấp như thế chứng tỏ bố lao rất là nhanh. Không cần biết là chạy với tốc độ bao nhiêu, nhưng trước khi mình nhìn thấy cái xe đằng trước, cách mình phải giữ cái khoảng cách để mình ngừng lại. Không có cãi được. Hơn nữa, khi mà nồng độ rượu ở trong người cao ấy là khỏi cần cãi nhau nữa rồi, cái thằng uống rượu là chết rồi. Mình cũng mới bị hôm nọ ông xã mình ông ấy, như hôm nọ sao nói đấy, nó quay đầu xe, nó đâm vào xe mình, xong rồi nó cãi, nó bảo nó đúng, nó vẫn cãi, nó bảo nó đúng, mình sai đó, xong rồi chửi nhau ầm ĩ lên. Xong rồi ông xã mình ông bảo nó chửi mày, nó bảo là chứ mày cút về nước đi đó. Xong rồi gọi cảnh sát tới, xong rồi cảnh sát nó bảo cái này không liên quan gì chúng tao hết, chúng mày trao đổi cái bằng lái đi rồi về bảo hiểm nó làm việc. Xe công không cái gì, xe công không có uống rượu, sao bảo có uống rượu, có cồn trong trong người không uống rượu, nhưng mà cái gì, cái khi lái xe là mình phải nhìn cái khoảng cách, cho dù người ta đang lùi đi chăng nữa, mình đã nhìn thấy người, khi nào mình dừng lại mà cái xe đằng trước nó lùi vào xe mình đang được ok, nhưng mà nó từ ở đằng xa, có nghĩa là cái khi một cái xe nó muốn lùi lại thì nó phải ngừng lại, nó ngừng hẳn cái xe lại xong nó mới gài số nó lùi xe lại được. Thì cái thời gian ấy nó là rất là lâu rồi, bố này không có để ý xe đằng trước, đơn giản vậy thôi, không có để ý xe đằng trước cho nên không có giảm tốc độ được. Đến cái khoảng cách như thế mới phát hiện ra, thì bắt đầu mới đang chạy nhanh quá bắt đầu mới phát hiện ra thì dừng không kịp nữa thì mới đâm vào xe người ta. Em không hiểu làm sao mà không được. Ừ, không biết, để chị xem lại, hình như không được. Nói cho các bạn nghe về cái luật nuôi vịt nuôi gà đây, và tại sao mà nuôi vịt nuôi gà người ta không cho, bởi vì người ta bảo vệ cho cái môi trường nó sạch sẽ, cho những cái nhà bên cạnh người ta phải đi làm đi ăn rồi này kia các thứ ồn ào như thế bố ai giấy được đúng không, thì nó cũng phải, nó không giảm được hoàn toàn nhưng mà nó cũng giảm đi phần nào. Ví dụ như là người ta nuôi 2 con chó 10 con gà chẳng hạn, bây giờ người ta ra một cái luật thì có thể là người ta chỉ nuôi 5 con gà thôi hoặc 1 con chó thôi chẳng hạn, vậy thì nó tốt cho ai, nó tốt cho ngay chính bản thân mình chứ nó tốt cho ai đúng không, đâu có tốt, nó đâu có làm ồn cho mấy cái ông lãnh đạo đâu, mà làm ồn cho ngay ngay chính những cái người mà đang hưởng cái luật đó, đang đang người ta phải chấp hành cái luật đó đúng không. Bây giờ nhà các bạn không nuôi gà nuôi chó nuôi vịt nuôi ngan gì mà suốt ngày các bạn nghe quạc 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 quạc, xong rồi ún ín xong rồi go 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 meo meo meo, nó loạn hết. Như là ở trong thành phố chẳng hạn, không hiểu làm sao không được, chắc không biết làm sao đấy. Cái xã mà không được, xe công không có uống rượu, xe công là xe gì, em không hiểu sao không được. Cho dù xe gì đi chăng nữa mình lái xe mình cũng phải nhìn chứ,
phanh gấp như thế thì có nghĩa là ông chạy quá nhanh rồi, ông chạy quá nhanh rồi xong bắt đầu ông mới mới phát hiện được ra cái xe đó thì bắt đầu ông phanh thì nó mới không kịp. Chứ nếu mà phanh chạy đúng đúng cách mà nhìn đúng, cho dù nó chạy 100 cây số một giờ đi chăng chăng nữa thì mình cũng phải nhìn cái xe đằng trước, chứ không thể nào mà mình nói là tại nó lùi nên tôi đâm vào nó, không thể nào có cái nói như vậy được. Cái chuyện lùi hay là không, người ta chạy sai đấy là người ta phạm pháp luật đấy là khác, còn mình cái trách nhiệm mình chạy đằng sau người ta, mình phải phát giác người ta, mình phải điều khiển, mình điều khiển tay lái là mình phải nhìn đằng trước thôi. Còn trừ khi mình đang đứng mà nó lùi vào mặt mình á thì nó sai, đúng không? Còn cái chuyện nó đi sai đường, nó đi đi không đúng pháp luật thì nó bị phạt riêng, cái chuyện đấy là riêng. Còn cái chuyện mà mình không có nhìn quan sát để mà mình dừng lại cho đúng mà mình ủi vào người ta ấy, có nghĩa là mình sai rồi. Cái nó đang ra, nó đang lùi xe, nó đâu có lùi bất ngờ đâu, mà nó lùi là nó phải ngừng lại xong rồi từ từ nó mới lùi được. Thì các bạn phải hiểu là cái xe đấy nó đã đang vận chuyển, nó đang ở cái chỗ đó từ trước rồi, thì cái xe vận tải nó đi tới nhưng mà nó không có để ý cái xe đó đó, cho nên là nó mới phanh gấp như thế. Chứ còn nếu mà bình thường mà người ta nhìn thấy người ta đi từ từ, giảm từ từ tốc độ thì từ từ đâu có phanh gấp đâu, đâu cần phanh gấp, đúng không? Bố đâu có nhìn đâu, không thể cãi được. Cái chuyện mà cái người kia người ta đi sai á là nó lại bị phạt cách khác, còn cái ông mà ủi với đít người ta ấy, là ông ấy lại bị phạt cái cách khác, hai người đều sai. Rồi không không biết làm sao không được. Ok nên sao nói thế thôi nhá, thằng con nó nhắn tin nó đòi ăn hay gì. Ok bye bye các bạn.